Thưa quý vị, được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể nhân dân Việt Nam, những người cộng sản của phong trào cộng sản thế giới trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người đồng chí, nhà chính khách, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người theo chủ nghĩa Mác-Lênin chân chính. Đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, xúc động chia sẻ. Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sự tiếc nuối sâu sắc. Tuy nhiên, những di sản về sự sáng tạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đúc kết qua nhiều năm tháng trên các cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam và thực tiễn áp dụng hiệu quả đã tạo ra những dấu ấn to lớn. Tôi cho rằng đây là trường phái ngoại giao thành công, trước hết dựa trên sự am hiểu về diễn biến tình hình thế giới, am hiểu về vai trò và số phận của con người. Đồng chí Gennady Zyuganov bày tỏ xúc động và cảm ơn nhân dân Việt Nam đã tặng cho phong trào cộng sản thế giới một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp, tận tâm, chân tình, yêu lao động và có tầm nhìn xa. Đồng chí chúc nhân dân Việt Nam vượt qua thời khắc đau buồn này, tự tin tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo luôn có những dấu ấn đậm sâu trong lòng nhân dân Việt Nam. Với đồng bào dân tộc, trong đó có đồng bào các tỉnh Tây Nguyên, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền lửa và lan tỏa sâu rộng. Gặp gỡ một lần, mãi mãi khắc ghi. Ân cần thăm hỏi đời sống sản xuất, sinh hoạt của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn của bà con là cách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để đưa kinh tế xã hội buôn làng ngày càng phát triển, khởi sắc. Giờ đây kể lại cho con cháu trong buôn làng về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bà con xã Đô Cơ Man, huyện Krông Anna trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân 6 năm trước. Tấm hình chụp chung quý giá duy nhất còn lại, ông Yifun Hơ Mốc, buôn Đua Một, xã Đô Cơ Man, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, không khỏi xúc động. Hỏi thăm bà con buôn làng có mạnh khỏe không, có tốt không, rồi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có tới người dân không, thì tôi trả lời tới hết bác ơi, từ trung ương đến địa phương. Bà con buôn làng về đời sống kinh tế thì ngày một được nâng lên, tình hình an ninh thì lại đảm bảo. Bác rất là phấn khởi, bác nói đấy, như việc làm như thế tốt đấy. Từ cử chỉ và tiếng nói, đó là cái mẫu người để người dân Tây Nguyên, đặc biệt là những người như chúng tôi là người già làng, trưởng bản và trưởng thôn, để học, để cái từng bước noi gương của cụ. Đến với đồng bào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khơi dậy trong bà con tinh thần đoàn kết dân tộc. Bởi Tổng Bí thư hiểu, chính tinh thần ấy sẽ tạo nên sức mạnh để người dân vùng này sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương. Đúng như Bác Hồ đã dạy là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Một cây thì làm chẳng nên non, ba cây chụp lại thì nên hòn núi cao. Để chúng ta nêu cao cái tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đồng tâm nhất trí rất cao, thì lúc bấy giờ mới có thể giải quyết được mọi công việc khó khăn. Mỗi lời căn dặn giản dị nhưng đầy chân thành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bóng cây Bác trồng năm xưa, hình ảnh bình dị, gần gũi, sự khiêm tốn trong cách trò chuyện với cán bộ và bà con buôn làng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và mãi là động lực để bà con các buôn làng Tây Nguyên phấn đấu xây dựng quê hương, đồng lòng đi theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, trong suốt quá trình công tác của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng. Những huấn thị của người đứng đầu đảng ta được đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và công an các đơn vị, trong đó có công an thủ đô đặc biệt quan tâm, tổ chức quán triệt và triển khai bằng các công việc hành động thường ngày. Tại lễ đón nhận huân chương sao vàng của Công an thành phố Hà Nội năm 2010, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá những chiến công, những thành tích to lớn của Công an Hà Nội góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam của quân và dân thủ đô anh hùng. Ngày 28 tháng 1 năm 2009, tức mồng 3 Tết Kỷ Sửu,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến động viên, chúc Tết và có những căn dặn sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đang trong ca trực Tết. Tối ngày 4 tháng 2 năm 2019, tức ngày 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết, động viên, đồng thời kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, trực ban, trực chiến tại Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự 113, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn, để lực lượng Công an nhân dân là thanh bảo kiếm ngày càng sắc bén hơn, lá chắn ngày càng vững chắc hơn, cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân, giữ được niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Công an nhân dân mới thực sự là lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Tôi đề nghị các đồng chí cần quán triệt sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng lực lượng công an thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phẩm chất đạo đức. Hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần kiệm liêm chính theo 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lực lượng công an thủ đô luôn ghi sâu trong tâm trí lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay ngày 24 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2024. Phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 6 trong năm 2024. Cùng tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ. Mở đầu phiên họp, nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phiên họp thảo luận về 5 nội dung quan trọng, gồm 2 đề nghị xây dựng luật, luật tình trạng khẩn cấp, luật khoa học và công nghệ sửa đổi, 2 dự án luật, luật điện lực sửa đổi, luật việc làm sửa đổi, đề án về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc đột phá về thể chế là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Chính phủ rất coi trọng công tác này. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Chính phủ đã tổ chức 27 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến, xem xét, thông qua đối với hơn 100 đề nghị xây dựng luật, dự án luật, trình Quốc hội xem xét. Kết quả, được thông qua hơn 60 luật, nghị quyết. Chính phủ ban hành hơn 380 nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành gần 90 quyết định quy phạm pháp luật. Riêng trong năm 2024, Chính phủ đã tổ chức 5 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến thông qua đối với 26 đề nghị xây dựng luật, nghị quyết, dự án luật. Đặc biệt, Chính phủ đã thành lập ban chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Trên cơ sở đó, Chính phủ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để triển khai việc đột phá về thể chế. Ngoài việc cần coi trọng về số lượng, kịp tiến độ, chúng ta đặc biệt phải coi trọng chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới, thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chúng ta phải rất coi trọng giảm thủ tục hành chính, chấm dứt cơ chế xin cho, giảm phiền hà cho các cơ quan, người dân, doanh nghiệp, nhất là chi phí tuân thủ khi phải thực hiện các thủ tục hành chính theo tinh thần cải cách hành chính mà Chính phủ thường xuyên tổ chức họp hàng quý. Nguyên tắc xây dựng luật phải tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Từ đó, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển đất nước theo đúng mục tiêu Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại.
đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao. Thủ tướng lưu ý, phân công các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ trực thuộc chính phủ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thể chế, thường xuyên rà soát, xem xét các vướng mắc, vấn đề phát sinh trên thực tiễn, những vấn đề mới, những vấn đề cần phải có các quy định pháp luật để thực hiện trên tinh thần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Ngoài ra, phải đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng thể chế, ưu tiên chế độ, chính sách cho những cán bộ tham gia xây dựng pháp luật, cần khuyến khích đổi mới sáng tạo, sáng kiến trong quá trình xây dựng pháp luật. Về việc xem xét chủ trương xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trên tuyến Bắc Nam, Bộ Chính trị đã có kết luận 49 ngày 28 tháng 2 năm 2023 về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, chính phủ phải cụ thể hóa chủ trương này. Việc này đã được đặt ra hơn 10 năm. Đây cũng là công việc phải thực hiện theo nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị. Thủ tướng lưu ý, tinh thần xác định trong luật phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả và rõ sản phẩm. Ngày 23 tháng 7 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra cuộc họp của các quan chức cấp cao SOM ASEAN để ra soát và hoàn tất mọi mặt công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN AMM lần thứ 57 và các hội nghị liên quan. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự họp. Trưởng SOM ASEAN các nước gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2024. Hội nghị AMM 57 và các hội nghị liên quan là chuỗi hoạt động quan trọng nhất trong năm của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Các nước khẳng định ủng hộ Lào và phối hợp chặt chẽ trên tinh thần đoàn kết và hợp tác, đóng góp vào thành công chung của các hội nghị. Với chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các đối tác sẽ trao đổi về tình hình triển khai các trọng tâm ưu tiên của ASEAN trong năm 2024, tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, kiểm điểm và định hướng hợp tác giữa ASEAN với các đối tác và thảo luận về tình hình quốc tế, khu vực. Theo chương trình, hội nghị AMM 57 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia của Lào. Sau đây là cụm tin về ảnh hưởng của bão số 2 đối với một số địa phương trên cả nước. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, tại các huyện miền núi của Thanh Hóa đã có mưa lớn và gây thiệt hại một số công trình và hoa màu của người dân. Những ngày qua, mưa lớn diễn ra liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tính đến chiều ngày 23 tháng 7, mưa lớn đã gây thiệt hại cho một số xã như Phú Sơn, Hiền Trung, Hiền Kiệt và Phú Xuân. Mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy với khoảng 100 mét khối đất đá tràn xuống phía sau nhà văn hóa bản Trường Căm, xã Hiền Kiệt, dẫn đến hư hỏng, có nguy cơ đổ sập. Còn tại bản Giá, xã Phú Xuân, bị sạt lở ta luy dương dài 15 mét, khoảng 3.500 mét khối đất đá làm ách tắc giao thông. Đáng chú ý, vào trưa ngày 23 tháng 7, một trận lũ quét xảy ra tại suối Pu ở xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, đã cuốn trôi hai lều tạm và nhiều diện tích hoa màu, cá nuôi của người dân. Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện Quan Hóa và huyện Quan Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tập trung lực lượng, phương tiện, hỗ trợ hộ bị thiệt hại ổn định đời sống, huy động máy móc, nhân lực, xử lý số lượng đất đá sạt trượt, đảm bảo giao thông thông suốt, đặt biển cảnh báo tại các nơi nguy hiểm. Mưa liên tiếp trong nhiều ngày qua tại Phú Thọ đã làm sạt lở 37 điểm ta luy dương tại các tuyến đường tỉnh, giao thông liên khu ở các xã, thị trấn. Khối lượng sạt lở trên 80.000 mét khối đất đá. Mưa lớn cũng đã làm cô lập 8 khu dân cư của hai xã Trung Sơn, Xuân An của huyện Yên Lập. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, ngành chức năng đã huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ xử lý, hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Đồng thời đặt biển cảnh báo, cắt cử cán bộ lập chốt 24 trên 24 giờ, nhắc nhở người dân không lại gần khu vực sạt lở, tránh nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng thông báo cho phép các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, biển, tàu thuyền thủy sản, cáp treo vui chơi giải trí sẽ hoạt động trở lại bình thường từ 7 giờ sáng nay 24 tháng 7. Tất cả những du khách bị mắc kẹt tại đảo Cát Bà đã có thể trở về đất liền qua bến phà Đồng Bài, Cái Viềng. Các dịch vụ khác như dịch vụ cáp treo, tàu cao tốc hoạt động như bình thường. Tuyến cáp treo Cát Hải, Phú Long và hoạt động vui chơi du lịch giải trí tại các khu vực biển đảo trở lại bình thường theo thời gian trên. Sau khi bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo hoàn lưu bão sẽ có mưa lớn kéo dài.
cảnh báo có thể xảy ra ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống. Hiện các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tích cực khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra. Thành phố Hạ Long và huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là hai địa phương chịu ảnh hưởng nhiều của bão số 2. Tại thành phố Hạ Long xuất hiện 3 điểm sạt lở, lũ tại 3 ngầm tràn. Hàng loạt cây xanh bị ngã đổ bật gốc, làm bung hàng rào tôn ở một số công trình xây dựng, làm nghiêng gãy nhiều biển báo giao thông, 5 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Trên địa bàn huyện Cô Tô có một tàu xi măng và một xuồng cao tốc nhỏ đậu gần bến khu 1 thị trấn Cô Tô bị chìm. Sau khi bão tan, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và người dân huyện đảo khẩn trương khắc phục hậu quả, phòng tránh sạt lở do sóng to, nhanh chóng khôi phục lại cảnh quan cho các tuyến đường và bãi biển du lịch để tiếp tục đón khách du lịch. Bây giờ sóng Nam rất là to, nên là thành viên trong gia đình đóng cát để bảo vệ cái hành lang của quán cùng với nó đỡ xói mòn, nó kéo tài sản, ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo với phương châm 3 trước 4 tại chỗ, các địa phương đơn vị khẩn trương ứng phó với hoàn lưu sau bão, nhất là các địa phương miền núi, ven biển và khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác than, các mỏ đất, dự án, công trình. Trong đó tập trung phòng chống mưa lớn sau bão, trong điều kiện đất đã bão hòa nước, rất dễ gây sạt trượt lở đất, sẵn sàng phương án phòng chống ngập lụt, sạt lở trên địa bàn, nơi sản xuất. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão sẽ có mưa lớn trên địa bàn. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã phường rà soát lại toàn bộ các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để khơi thông dòng chảy và tổ chức xử lý kịp thời cũng như có vấn đề phát sinh ở trên địa bàn. Cùng với đó, các đơn vị địa phương chủ động bố trí người trực 24/24 giờ tại các vị trí ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở, kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại, bảo đảm nhân lực, thiết bị xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những vị trí xung yếu, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kiên quyết di rời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực không bảo đảm an toàn. Chiều qua tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Nông nghiệp 2024 với chủ đề Nông nghiệp thông minh đột phá từ công nghệ 5.0. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng GDP ngành nông lâm thủy sản đạt 3,38%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 29,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng nông nghiệp Việt Nam sẽ không thể tiếp tục cạnh tranh trên cơ sở chi phí thấp, thâm dụng lao động và dựa vào tài nguyên, mà cần phải thay đổi tư duy trong phát triển nông nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh ứng dụng công nghệ 4.0 đang là nền tảng, việc phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ 5.0 vào nông nghiệp, sản xuất hàng hóa đã chứng minh được tính hiệu quả, góp phần mang lại diện mạo mới cho ngành. Thời gian tới, rất cần sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp nông nghiệp và các tổ chức doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đó sẽ là quá trình vừa triển khai, vừa tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh liên tục để không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững. Tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành tiếp nhận và phân bổ trên 845 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để cứu đói nhân dân tại các địa bàn, các huyện, thành phố dịp Giáp Hạt năm 2024. Hơn 845 tấn gạo cứu đói Giáp Hạt được phân bổ cho hơn 51.000 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 10 huyện, thành phố của tỉnh Cao Bằng. Lãnh đạo các địa phương của tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra việc tiếp cận cấp phát gạo theo số lượng được phân bổ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức và trước ngày 30 tháng 7. Việc cấp phát gạo cứu đói Giáp Hạt của nhà nước đã kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, bảo đảm mọi người dân đều có đủ lương thực, không bị thiếu đói, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống chiến thắng trận đầu của Bộ đội Phòng không Không quân, chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm chuyên đề 60 năm âm vang chiến thắng trận đầu nhằm tuyên truyền giới thiệu về chiến thắng trận đầu xuất sắc của Bộ đội Phòng không Không quân, Bộ đội Hải quân và của quân dân miền Bắc. Triển lãm do Bảo tàng Phòng không Không quân phối hợp cùng với Bảo tàng Hải quân, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Triển lãm 60 năm âm vang chiến thắng trận đầu trưng bày nhiều tư liệu hiện vật giá trị, có những tư liệu lần đầu được công bố. Với hơn 300 tư liệu hiện vật, triển lãm được chia thành 5 phần trưng bày. Phần 1 sẵn sàng thế trận trên không, trên biển. Phần 2 sự kiện Vịnh Bắc Bộ và cuộc hành quân Mũi Tên Xuyên. Phần 3 trận đánh lịch sử ngày 5 tháng 8 năm 1964. Phần 4 ý nghĩa và sức lan tỏa của chiến thắng. Và phần 5 nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Triển lãm 60 năm âm vang chiến thắng trận đầu là sự tri ân tôn vinh những cống hiến hy sinh của quân và dân ta, đặc biệt là những đóng góp của bộ đội phòng không không quân, bộ đội hải quân. Mỗi tư liệu hiện vật được chọn lọc đưa ra trưng bày trong triển lãm thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện những trận đánh xuất sắc và giới thiệu những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng sáng ngời vì độc lập dân tộc.